khoáng Đại Thạch được biết đến từ rất sớm trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí. Nguồn nước cũng được nhắc tới trong truyền thuyết dân gian gắn với bà thành mẫu Theniana của xứ sở này. Người dân bản địa tin rằng dòng nước nóng phun từ lòng đất lên là do thần thánh ban cho, có tác dụng chữa lành bách bệnh. Họ gọi dòng nước quý giá này là Đại Thạch, tiếng địa phương nghĩa là đỉnh thịnh, đỉnh cao của sự thịnh vượng. Vào năm 1957, chính truyền thuyết đã thu hút ngài Harry Fontaine cùng các cộng sự tìm đến Đại Thạch. Đoàn nghiên cứu đã kinh ngạc khi nhận ra đây là một nguồn nước khoáng vô cùng quý giá, có giá trị lớn. Kể từ năm 1975, rất nhiều đoàn chuyên gia địa chất, y tế đến từ Liên Xô, Tiệp Khắc, New Zealand đã đến khảo sát và tìm hiểu về nguồn nước khoáng Đại Thạch. Các báo cáo cho thấy nguồn nước khoáng kiềm thiên nhiên Đại Thạch nằm trong khu vực địa lý chịu áp lực rất lớn, với nhiều nét đứt gãy được hình thành của vỏ địa cầu, nên mỏ nước này chứa nhiều vi khoáng thuộc hàng hiếm trên thế giới, cùng loại với các mỏ nước khoáng quốc tế như Kundun, Liên Xô, Bavenbania, Bulgari, Evian, Lumpierre, Pháp, Bath, Anh. Năm 1986, Liên đoàn Địa chất Thủy văn miền Nam hoàn thành việc thi công các lỗ khoan và được Tổng cục Địa chất xét duyệt với trữ lượng 500 mét khối một ngày cấp C1. Lỗ khoan đầu tiên đạt độ sâu 220 mét, nước phun cao trên mặt đất 8,1 mét, nhiệt độ 72 độ C, lưu lượng 1,6 lít trên giây. Ngay sau đó, để phân tích sâu và kết hợp thử nghiệm lâm sàng, nước khoáng kiềm Đại Thạch đã được gửi cho các cơ quan chuyên môn như Viện Pasteur Nha Trang, Trường Đại học Dược khoa Hà Nội, Viện Nagovan Ruta Praha, Tiệp Khắc. Hàng loạt các đề tài nghiên cứu sâu về nguồn nước được công bố, trong đó phải kể tới nghiên cứu tính chất, công dụng, phương hướng khai thác nước khoáng kiềm thiên nhiên Đại Thạch của dược sĩ Hà Như Phú thuộc Trường Đại học Dược khoa công bố vào năm 1978. Nghiên cứu công dụng nước khoáng kiềm thiên nhiên Đại Thạch trong điều trị của nhóm bác sĩ Trần Nguyệt Hồng, Đào Hoàng Hương, Lê Minh Trị, Lê Thị Cúc, Nguyễn Kim Hoa công bố năm 1986. Nghiên cứu nước khoáng kiềm thiên nhiên Đại Thạch của bác sĩ Vũ Song Tê và chuyên viên nghiên cứu nước khoáng dược sĩ Nguyễn Văn An công bố năm 1991. Các nghiên cứu đã chỉ ra nguồn nước khoáng Đại Thạch thuộc loại nước khoáng có silic rất nóng, chứa nhiều chất vi khoáng tự nhiên như bicarbonat, metasilicic acid, canxi, kali, magie, natri. Đặc biệt, hàm lượng acid metasilicic acid cao làm cho nước khoáng có giá trị dược lý đặc biệt. Độ kiềm tự nhiên pH 9.0 hoàn hảo, mang đến nhiều tác dụng đối với sức khỏe, hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như bệnh về dạ dày, viêm loét dạ dày, bệnh về đường ruột, viêm kết tràng và tiểu kết tràng, bệnh về chuyển hóa, béo phì, đái tháo đường, gút, suy giảm chức năng của thận, bệnh về gan mật, viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, bệnh nhiễm độc nghề nghiệp mãn tính như nhiễm độc kim loại hoặc di chứng của việc điều trị bằng thuốc hóa học, đặc biệt là điều trị ung thư. Với chất lượng quý hiếm đạt chuẩn quốc tế đã được minh chứng qua các tư liệu lịch sử, nguồn khoáng kiềm thiên nhiên Đại Thạch đã được nhà nước cho phép khai thác và đưa vào sử dụng. Năm 1990, xí nghiệp nước khoáng Diên Khánh chính thức thành lập tại thôn Đại Thạch, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1995, đổi tên thành công ty nước khoáng Khánh Hòa, đánh dấu bước khởi đầu thương hiệu Đại Thạch Vicoda. Năm 2006, chuyển đổi thành công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa với 51% vốn nhà nước. Năm 2015, trở thành công ty thành viên của FIT Group, tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Kể từ khi chính thức trở thành một thành viên của FIT Group, công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ củng cố thêm uy tín mà còn nâng tầm thương hiệu để các sản phẩm của công ty đủ sức cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế. Đến nay, doanh thu của công ty đã tăng trưởng gần 200% so với trước khi FIT Group đầu tư. Với nguyên tắc tôn trọng những giá trị tự nhiên của vùng đất trong quá trình khai thác, công ty luôn nỗ lực lưu giữ nguyên vẹn thảm thực vật tự nhiên và xây dựng vành đai bảo vệ xung quanh mỏ khoáng, tránh các tác nhân có thể gây ô nhiễm nguồn nước quý. Công ty cũng đã đầu tư máy móc và trang thiết bị với công nghệ khoan hiện đại, có thể khai thác mỏ nước ở độ sâu 220 mét và đóng chai ngay tại nguồn dưới các điều kiện nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế, giúp giữ trọn vẹn sự tinh túy, vị ngon nguyên bản trước khi đến tay người tiêu dùng. Ba thương hiệu chính của công ty bao gồm nước khoáng có ga Đại Thạch, nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda, nước khoáng tăng lực Sumo, được đón nhận hầu hết tại các tỉnh thành trong cả nước với hơn 1.000 đối tác thuộc các kênh phân phối, trong đó có 173 siêu thị, 3.600 cửa hàng tiện lợi, 50 resort cao cấp, hơn 70 khách sạn 4 hoặc 5 sao cùng các sàn thương mại điện tử uy tín, hàng loạt các giải thưởng danh giá như giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, giải thưởng thương hiệu nổi tiếng, top 100 thương hiệu Việt bền vững, được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao liên tục từ năm 1997 đến nay, được đánh giá cao bởi hơn 350 đầu báo nước ngoài đối với chất lượng sản phẩm. Đây là một phần minh chứng cho thấy sự tin tưởng và yêu mến của công chúng đối với các sản phẩm của công ty.
Trải qua 34 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa vẫn luôn bền bỉ nghiên cứu tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn nước đảnh thạch quý giá. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2027, doanh số đạt 40 triệu đô la Mỹ, sản lượng tiêu thụ Vicoda đạt 1 triệu chai một ngày. Để làm được điều đó, ngay từ hôm nay, các chiến lược được triển khai đồng loạt như chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường, chiến lược sản xuất và chiến lược con người. Về chiến lược sản phẩm, công ty sẽ hoàn tất nghiên cứu lâm sàng của nguồn nước khoáng kiểm thiên nhiên đảnh thạch, cơ sở bảo chứng để phát triển dòng sản phẩm cao cấp. Về chiến lược thị trường, với hệ thống mạng lưới phân phối, công ty định hướng phát triển đa kênh, phủ rộng khắp 63 tỉnh thành và xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Về chiến lược sản xuất, các dự án đầu tư tiếp tục theo lộ trình tự động hóa, đảm bảo đạt các chứng chỉ quốc tế mới như Codex 10 108 FSSC 22000, chứng chỉ môi trường IREP. Về chiến lược con người, công ty nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc hiện đại, khẳng định giá trị đóng góp của các cá nhân cho công ty và xã hội, từ đó thu hút nhân tài được xã hội tôn vinh. Bắt đầu với sứ mệnh truyền cảm hứng tận hưởng cuộc sống, với những sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe vượt trội, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa sẽ tiếp tục trân quý những giọt ngọc trong đá của nguồn nước khoáng kiểm thiên nhiên đặc thạnh, kiên định, bền bỉ, lan tỏa các giá trị tốt đẹp từ nguồn khoáng, món quà vô giá của đất trời đến người tiêu dùng và cộng đồng, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.